Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lực thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Trưởng ban nhân quyền Liên Hợp Quốc tới Tân Cương. Vatican và Mỹ Tây Cơ tìm cách hợp tác vì hòa bình và công bằng xã hội. Nhật ký trừ tà số 187. Trừ tà là cuộc chiến giành quyền sở hữu. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác. Trưởng ban nhân quyền Liên Hợp Quốc tới Tân Cương. Một nhóm của Liên Hợp Quốc đã đến Trung Quốc trước chuyến thăm tới Tân Cương bị trì hoãn từ lâu của trưởng ban nhân quyền Liên Hợp Quốc. Tân Cương là nơi các nhóm nhân quyền và một số chính phủ phương Tây cáo buộc chính phủ Trung Quốc đang phạm tội diệt chủng và lạm dụng nghiêm trọng đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Ba, các nhân viên của họ đã đến miền Nam Trung Quốc vào hôm thứ Hai để chuẩn bị cho chuyến thăm của cao ủy nhân quyền Michelle Bachelet dự kiến vào tháng 5. Đội ngũ tiền trạm gồm 5 người ban đầu sẽ dành thời gian ở Quảng Châu, nơi họ đang kiểm dịch theo yêu cầu đi lại trong thời COVID-19. Bachelet thông báo vào tháng 3 rằng văn phòng của cô đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc rằng bà có thể đến thăm Tân Cương ở vùng Viễn Tây Trung Quốc. Trưởng ban nhân quyền từ lâu đã nói về việc hy vọng đến thăm Tân Cương và văn phòng của bà cũng đã soạn một báo cáo được chờ đợi từ lâu về các cáo buộc vi phạm nhân quyền trong khu vực. Gần 200 nhóm nhân quyền đã thúc giục Lachette công bố báo cáo của bà mà các nhà ngoại giao cho biết đã sẵn sàng hoặc rất gần như thế trong nhiều tháng qua. Nhóm tiền trạm đang ở Trung Quốc để bảo đảm rằng Bachelet sẽ có được quyền tiếp cận có ý nghĩa để hiểu đầy đủ về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Các nhóm nhân quyền của các nhà nghiên cứu cáo buộc Trung Quốc giam cầm hơn 1 triệu người Duy Ngô Nghĩ, người Kazakhstan và các thành viên của các nhóm thiểu số khác trong các trang trại cải tạo, lao động cưỡng bức, buộc phụ nữ trong khu vực phải thực hiện các biện pháp tránh thai và tách trẻ em khỏi cha mẹ bị giam giữ. Chính phủ Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng các chính sách của Bắc Kinh chống lại người Duy Ngô Nhĩ tương đương với tội ác diệt chủng và tội ác chống lại loài người. Các cơ quan lập pháp ở Anh, Bỉ, Hà Lan và Canada cũng đã làm như vậy. Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc và duy trì các chính sách của họ là nhằm loại bỏ cực đoan những người bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền thánh chiến sau nhiều năm bùng phát bạo lực chống lại sự thống trị của Trung Quốc trong khu vực. Vatican và Mễ Tây Cơ tìm cách hợp tác vì hòa bình và công bằng xã hội. Trước chuyến thăm Mễ Tây Cơ của Đức Hồng Y Parolin, Tổng thống López Obrador bảo đảm rằng mối quan hệ với Giáo hội Công giáo sẽ được chuyển thành tình bạn và sự tôn trọng. Chính phủ Mễ Tây Cơ và Giáo hội Công giáo hứa sẽ hợp tác vì hòa bình, công bằng xã hội và nhân quyền trong chuyến thăm của Đức Hồng Y Pedro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y Parolin khẳng định Mễ Tây Cơ và Tòa Thánh cùng nhìn về tương lai, cùng chia sẻ những giá trị chung trong sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày tái lập quan hệ ngoại giao giữa nhà nước Mễ Tây Cơ và Tòa Thánh Vatican. Chúng tôi nhìn về tương lai và tiếp tục chuẩn bị các cơ chế hợp tác cùng nhau. Đối với tôi, điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng ưu tiên cao nhất là tìm ra các cơ chế hợp tác cụ thể để phục vụ toàn thể người dân Mễ Tây Cơ, bắt đầu từ những người khó khăn nhất, Parolin tuyên bố. Chuyến thăm của Đức Hồng Y Parolin, người đã từng đến Mễ Tây Cơ vào tháng 6 năm 2021, cho thấy vai trò quan trọng của Mễ Tây Cơ, nơi có gần 98 triệu người Công giáo, con số cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Brazil, theo điều tra dân số năm 2020 mới nhất. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador, người không coi mình là người Công giáo mà là tín đồ của Chúa Giêsu, trước đây đã có nhiều tranh cãi với hàng giáo phẩm Công giáo Mễ Tây Cơ, trong khi giáo hội chỉ trích đảng cầm quyền về việc phá thai và tình trạng an ninh bấp bênh, cũng như tệ nạn tham nhũng ngày càng trầm trọng. Không đề cập đến những bất đồng này,
Đức Hồng Y Parolin nhận ra những thách thức trong tương lai, nhưng yêu cầu xem chúng là cơ hội để làm việc cùng nhau, thay vì chia rẽ. Ngày nay cũng tại Mễ Tê Cơ, xã hội và nhà nước được kêu gọi trở thành tấm gương cho các quốc gia khác để chứng tỏ rằng có thể vượt qua chủ nghĩa cực đoan và phân cực và ngày càng tạo ra một nền văn hóa của tình anh em, tự do, đối thoại và đoàn kết. Nhật ký trừ tà số 187. Trừ tà là cuộc chiến giành quyền sở hữu. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 187. Exorcism is a battle of ownership. Nghĩa là nhật ký trừ tà số 187. Trừ tà là cuộc chiến giành quyền sở hữu. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Gần đây, một linh mục làm việc với một phụ nữ bị quỷ ám đã gọi điện và nói: "Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ con quỷ của cô ta." Tôi hỏi: "Nội dung là gì, thưa cha?" Ngài đáp: "Nó viết cô ta là của tôi." Câu trả lời của tôi: "Đó là chuyện thường gặp. Vào một thời điểm nào đó trong lễ trừ tà, ma quỷ sẽ luôn tuyên bố người bị ám thuộc về chúng và yêu cầu chúng ta lùi lại." Điều này cũng cho chúng ta biết rằng những con quỷ coi quyền sở hữu của chúng trên người bị quỷ ám là vấn đề nghiêm trọng. Nếu không, chúng sẽ không gửi tin nhắn. Sự kiểm soát của chúng đang suy yếu làm chúng sợ hãi. Mọi cuộc trừ tà về gốc rễ đều là một cuộc chiến giành quyền sở hữu. Người này thuộc về ai? Chúa Giêsu hay Satan? Satan nắm giữ một người để kiểm soát. Chúa Giêsu cho chúng ta quyền tự do lựa chọn Ngài. Trong khi trừ tà, chúng ta mời người đau khổ tái lập lời thề rửa tội của mình. Con có từ bỏ Satan không? Và tất cả các công việc của nó? Và tất cả những phù phiếm của nó? Người được trừ tà khẳng định niềm tin. Sau đó, tôi thường cầm một cây thánh giá và nói, như trong một phép rửa tội: "Cha tuyên bố con thuộc về Chúa Kitô, vị cứu tinh của chúng ta bằng dấu thánh giá của Ngài." Tôi hoảng hốt vì ngày càng có nhiều người thậm chí không chịu rửa tội. Chính trong bí tích nền tảng này, người ta được giải cứu khỏi nanh vuốt của Satan. Tôi nhắc nhở ma quỷ về điều này trong các phiên trừ tà của chúng tôi. Người này thuộc về Chúa Giêsu. Anh ấy, cô ấy đã phủ nhận ngươi. Anh ấy, cô ấy đã được chịu phép rửa tội. Phản ứng từ những con quỷ là gì? Thưa, là một sự im lặng. Vào Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta làm mới lại lời hứa rửa tội của mình. Chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Chúng ta được rảy nước thánh. Đó là một phép trừ tà nhỏ. Chúng ta đã được giải cứu khỏi quyền lực của sự giữ và được cứu bởi Chúa Giêsu Kitô. Thật là một ngày vinh quang. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.